Các bạn, trong video này chúng ta sẽ làm cái bộ chuyển cho cái máy móc pin từ pin máy móc sang pin Makita như thế này. Đây là một cái máy móc không than. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Chiêu Cục Tạp Ổn, kênh YouTube chuyên về pin, các thiết bị cầm tay và xe điện. Like, sub để luôn nhận được các video mới nhất của kênh. Khoan vít mát là một trong những máy khá là tốt, sản phẩm nội địa của Nhật. Ví dụ trên tay tôi là cái mắc không than PZED143. Thì mắc nó có phiên bản là 4 hoặc 5 chân. Tuy nhiên cái cách cắn của nó thì cũng khá là giống nhau. Ở trong trường hợp mà bạn không có cái hộp pin gốc của máy móc mà bạn muốn chế sang một hộp pin Makita thì bạn chúng ta cần chọn ân chân dương và một cái chân tín hiệu. Nếu trong trường hợp mà bạn có thêm bản 5 chân thì chúng ta cũng không cần dùng cái chân đấy. Cái chân này chỉ là cái chân cảm biến nhiệt để check ở phía dưới bộ pin gửi lên thôi. Để chuyển sang chân Makita thì có 3 phương án. Phương án đầu tiên là quạt thẳng cái hộp pin Makita này và gắn nó vào. Tuy nhiên khi đấy bạn sẽ phải đổi chân âm chân dương, bởi vì rõ ràng là chân âm chân dương của cái bộ pin này nó sẽ bị đảo chiều với nhau. Cái cách làm đấy hơi mất công. Cách làm thứ hai là chúng ta có thể dùng cái đế chuyền. Và cách làm thứ ba là nếu mà trong trường hợp mà bạn còn cái vỏ pin mắc gốc thì chúng ta sẽ độ dùng cái mạch đa năng. Ở trong trường hợp này chúng ta đi làm cái phương án thứ nhất là độ sử dụng cái đế cài chuyển sang Makita. Thì ở đây tôi in các cái bộ phận đã xong hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp. Lắp nó khá dễ dàng. Đầu tiên là cái lẫy để chốt cái chân phía dưới. Cái này bạn cần ấn nó vào sâu trong cùng. Đấy, ấn sâu trong cùng cái này nó hơi khít với nhau để nó giữ. Tiếp đến là bạn lắp cái phần phía chân. Chú ý là chân âm chân dương nó đảo chiều nhau, vì vậy bạn cần lắp đúng. Chân dương nó sẽ đảo sang bên này. Ở bên này ta phải bẻ gập, bởi vì hạn chế cái trường hợp mà nó tiếp xúc chân âm chân dương, bởi vì ngay phía chân dương nếu mà thẳng xuống sẽ là phía chân âm. Tất nhiên là trong cái bộ này tôi đã bẻ nó khá là cao lên rồi, tuy nhiên rủi ro nó vẫn có, vì vậy bên cạnh cái việc gập chúng ta sẽ phải chèn thêm một cái giấy để cho chắc. Đấy, giấy cách nhiệt. Ok, mấy cái gai chân dương vào này. Đối với cái chân Makita tiếp xúc gốc thì nó chỉ có một điểm tiếp xúc. Tuy nhiên độ chân mắc gốc thì nó chỉ một điểm tiếp xúc. Tuy nhiên độ sang Makita dùng cái chân cài Makita này sẽ thành hai điểm tiếp xúc. Như vậy cái dẫn dòng nó sẽ tốt hơn. Hai điểm tiếp xúc tức là hai cái điện cực. Còn phía mắc gốc thì nó chỉ có một điểm tiếp xúc thôi. Chân mắc mà muốn chạy thì nó cần một chân tín hiệu. Tín hiệu ngay chạy chân âm. Chân tín hiệu thì bạn có thể đấu thẳng vào chân âm hoặc là đấu thông qua một cái relay nhiệt lại cũng được. Relay nhiệt thì nó sẽ tốt hơn. Ok. Sau khi lắp xong phần này thì tiếp theo là bạn sẽ cần lắp cái này, cái ngàm phàm chân để giữ phía trên này. Ok, ngàm chân đã xong. Ngàm chân thì bạn chỉ cần cài vào thôi. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái đầu để chúng ta chặn không cần tuột ra, cái đầu này chỉ cần để vào là xong. Và cuối cùng chúng ta sẽ gắn cái miếng giữ của Makita vào. Đấy, miếng giữ sẽ được gắn theo kiểu này. Thì như tôi nói lúc đầu để cho chắc, bởi vì cái miếng này nó có thể thực ra nó sẽ không chạm được đâu, nhưng mà để chắc thì chúng ta tốt nhất là sẽ có một cái mảnh giấy cách nhiệt và cách điện. Tất nhiên rồi, sẽ chèn vào ngăn giữa cái phần trên với phần dưới để nó chắc chắn, nó hoàn toàn yên tâm. Đấy, cuối cùng sau khi hoàn thành thì bây giờ chúng ta chỉ việc là bắt ốc để gắn các cái phần với nhau. Vậy chúng ta sẽ cần bắt ốc để gắn cái phía trên với cả phía dưới của pin Makita vào, xin lỗi, cái miếng chèn Makita vào. Ở đây cái hộp pin, cái đế chuyền này sẽ gắn gồm có 4 ốc, 4 vị trí bắt ốc.
Độc nhất. Các ốc này đều được bắt bằng tay. Vì cái việc ghi man đê, nếu mà bạn bắt bằng máy thì nó có thể làm hỏng gen. Trong trường hợp nó bị tròn gen thì bạn có thể xử lý bằng nhiệt cũng được. Bạn hơi nhiệt nóng qua cái đầu đấy thì tự khắc nó sẽ cắn lại được thôi. Còn nếu mà bạn không có nhiệt thì bạn có thể sử dụng keo, ví dụ đổ cái keo nhiệt hoặc keo 502 hoặc keo gì đó vào cái lỗ bắt là nó cũng cứng lại thôi. Bởi vì cái nhựa IMAD này thì cái việc xử lý nhiệt thì có lẽ là cái việc xử lý đơn giản nhất. Sau khi bắt xong 4 ốc thì chúng ta đã hoàn thiện được cái bộ mà đế chuyển từ pin, từ cái hộp pin máy móc sang pin Makita. Với cái hộp pin này thì bạn có thể lắp tối đa được lên đến 12 viên pin 4S3P. Như vậy cho cái dung lượng khá là lớn. Thế đây là xong cái phương án thứ nhất. Đó là cái phương án dùng đế chuyển sang pin cài Makita. Ở trong một cái video cũ hơn trước thì tôi đã có một cái chuyển từ cái hộp pin thẳng không qua đế cài. Nhưng mà khi đấy chúng ta sẽ phải mài cắt cái phía chân và đảo chân của hộp pin Makita mới có thể gắn lên pin mắc. Cái video đấy nếu mà bạn tìm ở trong các lịch sử video cũ thì đã có. Còn một cái video nữa tôi sẽ làm sau cái video này, đó là chúng ta chuyển thẳng trong trường hợp mà bạn có cái vỏ hộp Makita gốc nhưng mà không có cái sạc Makita, thì khi đấy chúng ta sẽ phải thay mạch Makita gốc, chuyển sang độ sang cái mạch đa năng và câu lên để cho chạy máy mắc này. Máy không than. Đây là một con vít búa chạy khá là ổn. Rồi, chào các bạn đã theo dõi.